新茶とかも見てなかず、こんにょんだぼうし、やばいよかず、ああ、そう、もちゃんなもいせ、담배、ぬん、ウェンチャイア、ふん、ウェンタン、ごんも、はい、そう、みんなあれ、あびら、ぐはんない、ゆくといてる、ばおちゃんまん、とんばおどおら、と、はいむい、ごんあんごん、ごんも、ทั้งฟ้าหัวจิ้มมินเฮมินแดงอะไรนิ่มใบยอเกลือใสราปัดเดือดหลังเดินโตละคนเสียมินมุ่งดีคุณจ้าพ่อตกแก่อะไรใบยอละยาจีโตขอเงี้ยหันไหนไก่ต้อยรวยก็คือเดินรวยนะมินบิ๊กมุ่งหำไทยแลนด์ละทอมยำส้มตำสับปะรดใบยอบ่อยมินทอมยำอะไรรสจงกับดูไก่อะสุดตะการผมอันไก่อิดเดี๋ยวเนี่ยมาเขาเวลาห้องไก่อะที่อันหลายต้มยำเนี่ยมาดอเนี่ยนี่แหละเขาไปอะนี่เขาเวลาห้องไก่ว่านี่แหละเอาเวียดนามจุ่มซุ่มละดับเบิ้ลนึกห้องว่ามาตัวบ้านเนี่ยรัดติดเนี่ยจุ่มซุ่มเนี่ยนี่ฮับจ้าเนี่ยตะการที่นะchua chua nhưng mà hay là có rất nhiều nên hơi hơi ngọt chua chua ngọt ngọt cay cay cái này ngon nè ngọt nè ngon cái này có nấm kim châm hay là cái gì nấm muối hả hoặc là nấm rau không biết nhưng mà cái này nấm nha quá là ngon cái này là miếng tom yum cái này là miếng là quan trọng nhất vì này là vừa cay không cay hoặc không phải quá cay em ăn vẫn nhắm ngon à cái này là có nhiều nước dừa nhé em cũng có vị mộc và vị cay hợp nhau là ngon trồng trứng nha trồng trứng nha và này là có vẻ là rất ngon nè có vị cay bye bye vị cay không có cay và cũng dám vị chua nữa nè rất ngon thiệt tươi nhá ngon trong này là cũng là hơi hơi quá đâu hết à đây là rất rất hút nha tại vì là làm bỏ lòng của tôm này nè không có bị đậm nhá nếu có lòng thì hơi hơi không ngon nhá nhưng mà cái này là xử lý rồi nhá này là rất rất ngon nè frit frit nha mềm và hơi hơi cứng nhưng mà ngon rất tươi nhá trước kia mình ăn lẩu tôm yum nhá thì đó là rất rất cay à quá cay rồi chơi một hồi nhiều là bị ức nhiều nhưng mà bây giờ là thoải mái á tại vì là cái này không cay tôi nghĩ là đầu bếp nghĩ là người Việt Nam và người Thái Lan là khác nhau cái này là giảm cay rồi có thể đầu bếp này làm vị của miệng của người Việt Nam em vị như thế này á thật là mình muốn ăn bún chả quá nhà hàng trước nhé nhưng bây giờ là thay đổi rồi nè hơi hơi buồn nhưng sao nhà hàng mới này nhà hàng Mamata cũng ngon nè nè mình là may mắn nhé tại vì là sẽ gặp được là nhà hàng này để là ngon mọi người hãy đến nhà hàng Mamata nha và mọi người nếu thích video này thì hãy like share và subscribe nha bye bye mình thấy là khá dừng quên ông đã bung mình